Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, và sau đây là lời nhắn nhủ vô cùng quan trọng mà tôi cần cho toàn thể đồng bào dân Việt chúng ta ở khắp năm châu được biết, cũng như tôi cần cho ban lãnh đạo chính trị Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản ở Việt Nam biết cho rõ. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2012. Tôi cần nhắc nhở cho tất cả quý vị đang lãnh đạo đất nước Việt Nam với danh nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nhắc nhở cho quý vị biết và đồng thời ra lệnh cho quý vị bằng mọi cách liên lạc với tôi gấp publicly để trao trả quyền lãnh đạo đất nước do tôi lãnh đạo. Tôi cùng đồng bào sẽ đứng ra lo việc nước, cũng nguy dân tộc, dân Việt chúng ta và nước Việt chúng ta. Quý vị không được phép chậm trễ, vì nếu quý vị chậm trễ thì quý vị sẽ bị người dân ở trong nước trong tương lai sẽ xử tử hình quý vị. Lúc đó tôi không can gián được. Thứ nhất, thứ nhì nữa, và sau khi quý vị chết, quý vị sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm. Tôi chính đây thánh giống tái thế Đại Việt Vương Đạo Việt. Tôi là Minh Vương nước Việt và là vua của nước Việt mà toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta đã và đang mong chờ. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào quý mến của chúng ta ở khắp năm châu. Nhớ những người cộng sản ở Việt Nam hãy chấp hành gấp rút chớ chậm trễ. Đây là ông Rồng bà Phụng tổ tiên chúng ta đã hiện ra.